chào tất cả các bạn nha, rất vui khi này được gặp các bạn. Chúc các bạn, tất cả các bạn ngày mới đang gặp nhiều vui, gặp nhiều may mắn. Sáng nay thành tính các bạn đi ra chợ đầu mối Hóc Môn xem tìm cập nhật giá cả người ta mua bán thế nào các bạn nha. Sáng nay thành dẫn các bạn đi một vòng xung quanh chợ đầu mối Hóc Môn các bạn, cập nhật xem người dân buôn bán như thế nào các bạn, thấy người dân buôn bán xung sản xuất nó các rau cỏ thịt cá này. Đây thì bò này. Đây mình đang dẫn các bạn ở trong khu vực đường Nguyễn Thị Sóc các bạn. Bò thật đúng rồi. Rau củ quả sáng sớm người dân đã mua rất đông. Trái cây, chuối này, chuyên xỉ gà lẻ thôi, gà, gà 7 năm 90. Gà ta thì dao động từ 75 đến 90, gừng chanh xỉ mẻ chanh không hạt, gà quá trời luôn. Gà cường có 53 bạn, gà chọi thì gà Bến Tre thì 75 90, gà 70.000 ký, gà ngon 70, gà vịt thì 54. Rau củ quả đậu 80.000 một bịch 10 ký, 70.000. Trên xỉ các loại trái cây các bạn nha, nằm ở trên đường Nguyễn Thị Sóc các bạn này, cốc 6.000 ký, 8.000 ký, 11.000. Ổi nữ hoàng, xoài, người dân xoài 10.000 ký, 9.000. Táo 14 11, củ sắn này. Sắn thì 8.000, 11.000, 15.000 các bạn. Bán ra giá bán sỉ như vậy, bán theo bịch. Bánh người dân buôn bán các bạn, đầu mối Hóc Môn. Chợ gà vừa sỉ vừa lẻ quá trời. Tấp lập. Ở bên trong chợ thì bảo vệ nghiêm ngặt, không cho quay các bạn. Cái hàng hóa thế nào không cho quay. Dừa, bỏ xỉ, bông,
quá trời. Quay cây đấy, quá trời. Đấy, suối. Đây là cảnh người dân buôn bán đủ loại luôn, ốc dừa, ổi, không có cây đấy con này, mua sẵn giá từ 50-80 các bạn. Trên trời dưới cái cây củ lang này, đấy. Chất từ bên ngoài và bên trong các bạn. Đây thì măng này, thịt bò này. Đấy. Cóc, ổi, xoài, giá, xỉ các bạn. Khu vực này là khu vực bán xỉ này, chuối. Xoài đủ dạng giá các bạn, nho, dâu, ốc chó là 30.000, hạt rẻ trên trời dưới trái cây các bạn, chuối, ổi. Hello, chúc mùa may bán đắt nha, ngày mới mùa may bán đắt. Hôm nay chú này không vào bên trong được, chú này mãi đi. Cảnh người dân buôn tải ấp lập các bạn, bỏ lấy xỉ về xỉ. Đây chất đống các bạn. Đúng không lại. Đài Loan. Tóc Đài Loan 90 các bạn. Thấy chưa xíu. Nếu các bạn có nhu cầu mua sỉ thì các bạn đi ra khu vực chợ đầu mối có mua Hóc Môn các bạn, giá rẻ lắm. Hoàn cảnh như vậy. Mình lấy sỉ về đi. Sỉ đi bạn. Đấy là chợ nhỏ bạn. Hội ốc Đài Loan. Biết. La liệt. Tại người dân buôn rau lấy về bán thì đi xe mà rau hai chục nào thịt rau rau cải 15.000 rồi dưa leo
rồi bí xanh 70 ngàn, củ cải đây các bạn 6 ngàn, bắp cả người dân buôn bán này các bạn, cà quen sâu kẽm 15 ngàn, củ qua dưa leo bắp cà bí hầu 15, 2 năm con, 2 ký 15, rau củ quả này, đây, đây là đây qua đây khu vực chợ đầu mối Hóc Môn nha các bác, đi chợ và ghé ủng hộ cho gia quan nhà nó này, trái cây này, bán củ quả này. Đấy. Chanh cắt này. Cảnh người dân buôn bán này, cảnh người dân buôn bán này, vừa xỉ vừa lẻ các bạn, một xíu su hào cà chua, cà chua 25, su hào tắt này, cá bên đây được bán thịt rồi. Trên trời dưới thịt. Hôm nay mình làm một cái clip tổng hợp các bạn nhé. Ở khu vực chợ đầu mối luôn. Đấy, người dân thịt ra liệt ở trên trời dưới thịt. Hôm nay mình đi sớm rồi, là chưa có người mua mấy rồi. Toàn cảnh người dân buôn bán. Một bên thì thịt heo, bên thì trái cây, bán vừa xỉ vừa lẻ các bạn. Sự là bỏ thịt ra quá trời thịt, ba loại chưa rút xương thì 60 ngàn ký, rút xương rồi thì 65 ngàn ký. Cà 2 ký 15 nghìn. Đấy, đấy các bác đi chợ để vào mua ủng hộ cho chú này, về bán xỉ vừa lẻ luôn nha các bạn nha. Đấy, suốt từ trên kia xuống đến dưới này các bạn, lớn lắm. Cà hôm nay cà có 10 ngàn nữa, cà tím tím thì 10 ngàn, còn cà kia thì 12 ký thì 15 ngàn. Chợ vắng lắm các bạn, nay sao chợ ế quá, vắng lắm, ế thê thảm luôn. Nay vắng quá, giá vẫn như các bạn. Cả cá chép 6 năm 90, cá đen 90, rêu hồng 70, cái này là cái
dân được. Hôm nay chợ vắng ế lắm các bạn, ít người mua lắm. Đây, rau củ quả rồi. Cà chua 10.000. Cô gái mới mua máy bán đắt, nhanh hết hàng nha. Mướp 13 này, đậu rồng hôm nay có 20 các bạn. Đây cây củ quả các bạn. Thịt heo này 70 các bạn. Xương ống 50, chân giò 70, ống dài thì 55, ống ngắn thì 50. Cái tết chặt hôm nay xuống giá còn có 75 các bạn. Xương chặt 55, xương cổ 73, xương giá 68. Quá trời bạn. Gọi nguyên tấm thì giá 90. Sườn non nguyên tấm lớn 120, bán lẻ thì 125. Cảnh người mua dân hôm nay chợ vắng lắm. Xí này bạn, đi vào chợ nhỏ này. Đây xanh súp lơ xanh 50.000 ký các bạn, còn cải thảo thì 15.000 ký, bắp cải bắp 15.000 luôn vậy, đủ 15.000. Bí non về xào có 30.000. Thịt ba loại, loại quế thì 85, ba loại thì 95, sườn già 90, nạc 82, nạc vai có 72 các bạn. Này chợ vắng lắm, thế thê thảm luôn các bạn. Cảnh người dân mình vắng lắm, mãi ế quá, con người mọi hôm này chặt kín luôn nhỉ, này vắng teo quá. Và sao vừa vào ấy, mọi người ai kêu than ế. Đây là cuối đường số 4 các bạn, ngay cái đầu hẻm này. Vợ chồng cô chú thì buôn bán là vui tính, hòa đồng, thật thà các bạn. Nếu có đi chợ thì mua ủng hộ mua cho cô nha. Cà chua ngon 30.000 ký các bạn. Đậu bắp cải 15.000, cải thảo cũng 15.000 các bạn. Còn súp lơ xanh 50.000. Cảnh người dân buôn bán này vắng lắm. 10.000 là cái bầu bí 15.000 vậy. Cho chú mượn chú quay chia sẻ cho bà con đi. Toàn cảnh người dân đi chợ bạn, hôm nay vắng thê thảm luôn bạn.
thì quay ai cũng kêu ế. Nay là lần đầu tiên mình thấy cảnh ế ẩm như thế này em ạ. Lại thế vắng lắm. Ở chợ vắng quá con ấy à. Đây Thành à, chia sẻ nhiều người ai kêu ế than rồi nhiều khi cũng thấy nản các bạn. Thế là Thành xin phép được dừng video tại đây. Lần nữa Thành xin chúc tất cả các bạn có một ngày mới gặp nhiều niềm vui, tràn đầy năng lượng. Thành xin hẹn gặp lại các bạn ở trong clip sau. Xin chào và hẹn gặp lại.